Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tháng 4 năm 2019, con giáp nào có lập trời ban, chớp mắt có tiền tỷ trong tay? Thử đoán xem ai là con giáp phát tài trong tháng 4 này. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt bật mí bí mật của tử vi tháng 4 năm 2019 của 12 con giáp ngày sau đây nhé. Tuổi Tỵ. Xem tử vi, con giáp này dẫn đầu trong top con giáp phát tài tháng 4 đó. Đây có lẽ là vận may hiếm có của tuổi Tỵ khi trong năm phạm thái tuế, phạm tam tài mà con giáp này vẫn có thể có được vận trình khởi sắc với tài lộc rủng rỉnh trong tay. Trong khoảng thời gian này, có thể nói bản mệnh làm gì cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, các khoản thu tăng lên chóng mặt. Đặc biệt là trong tháng, ngoài thu nhập từ công việc chính thì tuổi Tỵ còn biết cách kiếm thêm cho mình từ nhiều nguồn khác nữa cơ. Nếu đã có kế hoạch kinh doanh hay mua bán gì đó quan trọng thì hãy nhân cơ hội này mà tiến hành nhé. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả bất ngờ đó. Tuổi Dậu. Theo dõi tử vi tháng 4 của 12 con giáp, người tuổi Dậu có nguồn thu khá dồi dào, đặc biệt khiến cho tài vận của bạn mệnh trở nên ổn định hơn trước rất nhiều. Con giáp này đã biết cách kiểm soát nguồn tài chính của mình chứ không dễ dàng để tiền bạc thất thoát như trước nữa. Đặc biệt, bản mệnh có những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo hơn, đẩy mạnh sự phát triển của chính mình trong công việc, nhất là những ai làm kinh doanh sẽ thấy được bước chuyển mình mạnh mẽ này. Bạn sẽ hiểu rằng những cố gắng của mình không bao giờ là vô ích. Tuổi Tý. Tử vi năm 2019 của tuổi Tý tiết lộ rằng, bước sang tháng 4 dương lịch này, bản mệnh sẽ có đường tài lộc khá lý tưởng. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, những quyết định của tuổi Tý có được sự khuyên bảo, chỉ dẫn của quý nhân nên thường hiếm khi sai sót. Chẳng những thế, những khó khăn trong tháng cũng sẽ được xóa nhòa bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tương lai tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, song bản mệnh sẽ có vận trình tốt hơn nếu hạn chế tham gia vào các hạng mục có tính rủi ro cao. Trong tháng, ngoài những tin vui về tài chính thì cũng có những dấu hiệu cho thấy tuổi Tý gặp phải xung đột, tranh chấp về lợi ích với người khác. Khi làm việc, cần thận trọng, chỉn chu để không mất công mất sức vào tay kẻ khác. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi trong tháng 4 này quả thực là con giáp phát tài phát lộc khiến ai nấy đều phải ghen tị. Bản mệnh biết cách sắp xếp công việc nên ngoài công việc chính còn kiêm nhiệm thêm nhiều nghề nữa. Thu nhập tăng mạnh và không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cá nhân. Thu nhập tăng lên đáng kể, con giáp này có thể lựa chọn những hạng mục đầu tư mới để tiền bạc càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, tuổi Hợi trong tháng không nên nóng vội, cho rằng mình quá may mắn mà bỏ qua những nguy cơ thất bát có thể xảy ra. Không ai đáng tin hơn chính bản thân mình, đừng đưa tiền cho người khác kẻo bị lừa gạt. Tuổi Dần. Trong danh sách những con giáp phát tài tháng 4 năm 2019, không thể không nhắc đến người tuổi Dần. Con giáp này đang đứng trước nhiều cơ hội chuyển mình, kiếm tiền nhiều không kể xiết. Đúng là không hổ danh, nằm trong top 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két trong năm 2019 này. Chẳng cần dựa vào bất cứ ai, năng lực cá nhân của tuổi Dần cũng đủ để cho con giáp này tích lũy tài chính khá ổn thỏa. Nhất là với những ai đang có dự định đầu tư thì hãy đẩy mạnh tiến trình. Còn mắt nhìn của bạn khá ổn nên có thể đạt được những khả năng thành công khá cao trong thời gian này. Chuyện buôn bán thuận lợi, người mua thường hỏi nhiều, không kể xiết, hứa hẹn một tháng bội thu cho con giáp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.